Ôi đang xì tim kìa. Đột đã vậy trời. Cái xe đây, cái xe đây. Hello các bạn nha. Hôm nay mình đi câu rô đồng ở gần nhà nha các bạn. Ở đằng sau nhà mình luôn các bạn ạ. Ở đằng sau nhà mình có một cái bào, người ta gọi là bào châm. Rô đồng ở đó rất là nhiều. Vì thế nên hôm nay mình quyết định đi câu rô đồng. Chứ câu mẹ dinh nhiều quá chán rồi. Hôm nay chuyển hướng qua câu thì em mới có được em rô đồng nó bứ, chả bá, chả bứ gì không. Trời ơi cá rô kìa các bạn, nhiều ghê không. Đây mình sẽ câu ở cái hồ này nha các bạn. Hồ giải trí. Đây là hồ giải trí. Mà không được bơi. Nó cấm bơi. Cấm bơi, chỉ được câu thôi. Đây cá rô, rô con này. Quá trời quá đất luôn. Chắc cái này mình thả phao xuống một phát là mất cần luôn quá. Ý lộn, mất phao luôn quá. Quá ghê gớm. Ok. Rồi mình đang xuống cần nha các bạn. Chỗ này chắc mình xuống khoảng cầm cỡ 7-8 cần gì đó thôi. Quá ghê. Ôi đang xì tim kìa. Đột đã vậy trời. Cái xe đây, cái xe đây. Ui. Rồi. Rồi. Cái cần luôn. Trời ơi, con cà rô chút xíu. Cái cần mất tiêu rồi anh em ơi. Mẹ xui dữ trời. Má cần 2 triệu mấy bạc. Trời ơi. Tao lên cá rồi nha anh em. Cái cần rồi. Toàn có rô phi nha các bạn. Chiến ạ. Thấy đẳng cấp không? Đẳng cấp mất cần chưa? Gãy cần chưa? Mưa nha, cá là vẫn câu nha, cá ăn là vẫn chặt à. Tổ má nổi cao một phút luôn rồi. Thank you.
Thôi đi về thôi. Đi về thôi. Trời ơi cái ghế này. Đi về nha anh em ơi, hôm nay đen quá không được con gì hết trơn.